các trợ lý ngày hôm nay là Trần Duy Khánh và Trần Mạnh Lân. Trọng tài thứ tư, ông Nguyễn Viết Duẩn. Giám sát giải đấu, ông Trần Ngọc Thái Tuấn. Giám sát trọng tài, ông Vũ Bảo Linh. Điều phối viên trận đấu là ông Nguyễn Minh Quân. Năm trận ở đây giữa Hà Nội và Thanh Hóa, Hà Nội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội xuất phát của chủ nhà Hà Nội trong cầu môn là Nguyễn Văn Công. Các thủ còn lại là Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Đức Huy, Nguyễn Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh, Jake Duro, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Văn Thái Quý, Đỗ Hùng Dũng và Vladimir Silari. Cầu thủ dự bị của Hà Nội, Tấn Trường lúc này đã khỏi Covid và anh bắt dự bị ở trận đấu ngày hôm nay. Hà Nội chưa ghi bàn trong mùa giải mới. Đường xuất phát của Thanh Hóa trong cầu môn là thủ môn Trần Bửu Ngọc, cầu thủ còn lại là Đàm Tiến Dũng, Jose Pinto, Lê Văn Thắng, Lê Phạm Thành Long, Trịnh Văn Lợi, Đinh Tiến Thành, Doãn Ngọc Tân, Victor Kamuka, Paulo Henrique và Nguyễn Hữu Lâm. Quang Hải đang hoạt trên ghế dự bị của câu lạc bộ Hà Nội. Ở hiệp 1 của trận đấu, đội chủ nhà Hà Nội bảo vệ cầu môn bên trái của các bạn. Thanh Hóa chuẩn bị lấy bóng. Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu. Vào lúc này tại V-League dẫn đầu là câu lạc bộ Hải Phòng. Hải Phòng đang có 8 điểm. Viettel và Sông Lam Nghệ An đều đang được 7 điểm. Ở V-League tất cả đội đều đã có điểm. Tuy nhiên không có đội nào toàn thắng. Đến lúc này ở Nightwalk V-League 2022, Bình Định là đội duy nhất chưa hòa. Thanh Hóa đặt ra quyết tâm rất cao khi hành quân ra Hà Nội. Cổ động viên Thanh Hóa lúc này có mặt rất đông ở các khán đài của sân hàng đẫy. Tuấn Hải rất nguy hiểm. Tuấn Hải đang chơi ở vị trí tiền đạo lùi. Trên ảnh là ông Chun Jae Ho, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Ông thay thế cho huấn luyện viên Park Chung Kun. Chun Jae Ho trước đây là trợ lý của Park Chung Kun. Văn Quyết đá phạt góc. Hà Nội luôn là đội bóng tổ chức những tình huống cố định rất tốt. Khoảng trống, dứt điểm. Rất đáng tiếc. Cú đá quá hiền lành. Hà Nội tràn lên ngay từ đầu là điều chúng ta không bất ngờ. Lúc này Hà Nội chưa thắng và chưa có bàn thắng ở mùa giải mới. Một pha kết nối khá tốt. Rất tiếc là pha dứt điểm rất hiền. Đó là Vladimir Siari, tiền đạo người Serbia. Siari từng thi đấu cho câu lạc bộ Gangwon của Hàn Quốc. Đây là câu lạc bộ mà khi còn chơi bóng, huấn luyện viên Chung Jae Ho đã từng thi đấu. Thành Trung. Văn Quyết. Pha cắt bóng của trung vệ người Zimbabwe. Kamuka. Ông Lujbo Petrovic, huấn luyện viên người Serbia của câu lạc bộ Thanh Hóa. Ông trở lại với câu lạc bộ từ năm 2020. Trước đó Lujbo Petrovic đã dẫn Thanh Hóa thành công trong mùa giải 2007. Người đá không theo kịp là Paulo Henrique. Cầu thủ đã có một bàn thắng ở mùa giải hôm nay. Đó là bàn thắng trong trận đấu Thanh Hóa
thắng Đà Nẵng với tỷ số 3-0. Đức Huy. Ném biên cho cầu thủ Hà Nội. Bên phía Thanh Hóa lúc này trung vệ Đinh Tiến Thành đang được sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tiến Thành đã đá vai trò này từ trận trước khi Thanh Hóa gặp SHB Đà Nẵng. Cầu thủ vương Á là Lê Phạm Thành Long. Với Thanh Hóa có lẽ trận đấu ngày hôm nay huấn luyện viên lão luyện Lubo Petrovic muốn đội bóng thi đấu chắc chắn ở sân nhà và chờ cơ hội để phản công. Thanh Hóa có thể thực hiện lối chơi phản công tốt với tốc độ của hàng công. Pha can thiệp của Bùi Hoàng Việt Anh. Lúc này trung vệ Đình Trọng, cầu thủ cũ của câu lạc bộ Hà Nội hiện nay thi đấu cho TP Bình Định, cũng đang có mặt trên khán đài để theo dõi đội bóng cũ thi đấu. Đường chuyền quá sâu. Thanh Hóa lúc này về cơ bản thi đấu với sự chiến thuật 4-4-1-1. Pha xử lý của Pinto. Quyết trở lại có nghĩa là Hà Nội thêm phương án chèn công. Trận đấu gần nhất gặp Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có những nét mới so với trước đây. Họ đã có những pha truyền dài lên để tiền đạo đua tốc độ. Một kiểu chơi mà chúng ta hay thấy ở các đội bóng Hàn Quốc. Bùi Hoàng Việt Anh. Việt Anh là cầu thủ trẻ hay nhất ở mùa giải năm 2020. Văn Quyết. Những phút đầu tiên của trận đấu, Văn Quyết thi đấu sông sáo, phát huy tốt vai trò nhạc trưởng của mình. Không được. Cầu thủ vương Á là Siladi. Người cách đây vài phút đã bỏ lỡ một cơ hội. Không có lối của hậu vệ Thanh Hóa. Đức Huy. Tuấn Hải. Bùi Hoàng Việt Anh. Đường chuyền quá mạnh. Harry Kê. Trận đấu đang diễn ra khá sôi nổi. Pinto. Harry Kê. Rất dẻo. Đánh đâu?
tình huống rất nguy hiểm cho cầu môn của Văn Công. Cầu Thanh Hóa đã có được sự liên lạc rất tốt. Chúng ta xem lại pha xử lý của Henrique. Henrique đã rất cố gắng và dẻo để đưa bóng được vào trong. Chuyển động. Pha nhồi bóng rất nguy hiểm của Thành Long. Rất vất vả. Liên tục những pha sóng gió trước cầu môn của thủ môn Văn Công. Chúng ta xem lại pha nhồi bóng vào của Lê Phạm Thành Long. Tình huống nhảy lên trái bóng chủ động của cầu thủ Thanh Hóa đã khiến cho Văn Công khó khăn. Thành Trung. Bùi Hoàng Việt Anh. Việt Anh cao đến 1m86. Chiều cao của Thành Trung là 1m80. Về người Zimbabwe Victor Kamuka có chiều cao rất lý tưởng. Anh cao đến 1m92. Kamuka đã một lần thi đấu cho tuyển Zimbabwe. Đó là vào năm ngoái. Ném biên cho Thanh Hóa. Trận đấu trước với Thường Xuân Minh, tiền đạo Tuấn Hải không có duyên ghi bàn nhưng đã tạo dấu ấn. Tuấn Hải thi đấu xông xáo. Ngoài những pha dứt điểm, anh còn có thể kết nối với đồng đội ở tuyến trên. Số 32 của đội Hà Nội là Jack Duro, cầu thủ người Serbia năm nay 32 tuổi. Hà Nội đã áp đảo về thời gian kiểm soát bóng. Rất tiếc là không thể phối hợp. Thành Long và Henrique đã không thể vừa với nhau. Ở đội Đông Á Thanh Hóa lúc này, huấn luyện viên Lubo Petrovic có 4 trợ lý. Trong đó 3 người là cầu thủ của Thanh Hóa trước đây: Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Chí Công và Nguyễn Thành Dũng. Trợ lý thứ tư là một người Serbia đồng hương của ông Petrovic. Người này mang tên là Lubija Sveto. Cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đang thi đấu rất tập trung. Thành Trung. Văn Công. Văn Quyết. Chuyển vào. Đức Huy. Pha phạm lỗi. Pha va chạm rất nguy hiểm. Cầu thủ phạm lỗi là Doãn Ngọc Tân. Trên ghế dự bị của Hà Nội ngày hôm nay có cao thủ Quang Hải, Tấn Trường, Vũ Minh Tuấn, Phạm Thành Lương, Đặng Văn Tới, Ivan Trích, Lê Xuân Tú và Lê Văn Xuân.
Trận đấu vẫn chưa thể trở lại. Cầu thủ dự bị của Thanh Hóa ngày hôm nay gồm có Vũ Xuân Cường, Lê Xuân Hùng, Lê Quốc Phương, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Đình Huyên, Trịnh Xuân Hoàng, Lê Văn Cường, Lê Ngọc Nam, Lục Xuân Hưng. Người bên phải là chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, Đỗ Vinh Quang. Đỗ Vinh Quang là con trai của Bầu Hiền. Theo đúng hợp đồng của Quang Hải với đội Hà Nội thì anh sẽ còn thi đấu trận đấu ngày hôm nay. Tiếp theo là trận đấu bù với Viettel và một trận đá cúp mới hết hợp đồng. Lúc này cổ động viên của Hà Nội rất mong Quang Hải cùng với người đại diện của mình và đội Hà Nội sẽ tìm được tiếng nói chung để anh có thể tiếp tục gắn bó với đội Hà Nội. Tuy nhiên với bóng đá mà chúng ta đang gọi là cố gắng tiến lên chuyên nghiệp thì cũng không thể nói trước chuyện gì được. Văn Quyết. Phạt góc cho đội chủ nhà. Đỗ Hùng Dung đã phạt góc. Thanh Hóa đang đá với hai trung vệ là Hữu Lâm và cầu thủ người Zimbabwe Victor Kamuka. Trong vài năm qua, từ thời của Bầu Đệ cho đến Bầu Đoan, Thanh Hóa luôn là đội bóng chơi có bản sắc quê hương. Tinh thần thi đấu rất tốt, đặc biệt ở sân nhà. Văn Quyết. Không biết vị. Tuy nhiên đã có tiếng còi rồi. Trợ lý trọng tài số 1 Trần Duy Khánh đã căng cờ. Có vẻ như tình huống này Siladi không việt vị. Quả thật là khi mà công nghệ truyền hình ở Việt Nam được nâng lên thì chúng ta thấy là các trọng tài ở Việt Nam, đặc biệt là các trợ lý trọng tài hay bắt theo kiểu an toàn. Ai cũng hiểu là trong bóng đá, đội bóng bị khước từ bàn thắng bao giờ cũng phản ứng ít hơn so với đội bóng bị thủng lưới ở một tình huống gây tranh cãi. Tuy nhiên phải nói là xác suất những lần phất vị nhầm của trọng tài Việt Nam vẫn phổ biến. Bùi Hoàng Việt Anh. Thành Trung. Trận đấu ngày hôm nay đội chủ nhà vắng hậu vệ Văn Kiên. Văn Kiên bị thẻ đỏ ở trận đấu gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Văn Kiên ngoài việc bị treo giò lúc này cũng đang gặp phải chấn thương. Văn Quyết. Đường chuyền của Đức Huy. Siladi. Chuyền vào. Không thể kết nối với nhau.
đường chuyền chính xác và rất có nét của Đức Huy. Đức Huy mới được gọi tập trung ngày hôm qua để thay cho Phan Văn Đức bị chấn thương. Đá xong với Hà Nội, anh sẽ lên tuyển. Thái Quý, Đỗ Hùng Dũng. Cầu thủ ném biên là Trương Văn Thái Quý. Sút bóng. Cú đá không khó đối với thủ môn Bùi Ngọc. Một cú ra chân nhanh của Bùi Hoàng Việt Anh. Việt Anh. Siladi. Đỗ Hùng Dũng. Siladi không biết vị. Không vào. Bóng đi ngang trước cầu môn. Pha xử lý bất ngờ, rất thông minh của Đỗ Hùng Dũng. Pinto. Đá phạt cho đội Hà Nội. Huấn luyện viên lão làng người Serbia Ljubo Petrović là người đã bôn ba ở rất nhiều quốc gia. Sau khi cùng với Sao Đỏ Beograd vô địch cúp C1 năm 1991, ông đã sang Tây Ban Nha dưới Espanyol, rồi đến Hy Lạp. Và tiếp theo là 4 quốc gia nữa. Thanh Hóa phản công. Doãn Ngọc Tân. Bóng được chuyền dài lên cho Lê Văn Thắng. Văn Thắng đang thi đấu vị trí tiền vệ cánh phải của Đông Á Thanh Hóa. Trên hàng công Thanh Hóa, Pinto là người thường xuyên đá gần với vị trí của Paulo Henrique. Ở châu Á trước Việt Nam, huấn luyện viên Petrović đã từng làm việc ở Trung Đông và sau đó là Trung Quốc. Đàm Tiến Dũng đá phạt góc. Khá nguy hiểm. Pha băng vào của Paulo Henrique. Lúc này Đàm Tiến Dũng và Trịnh Văn Lợi là cặp hậu biên của Đông Á Thanh Hóa. Pha dứt điểm không được như ý, tuy nhiên đây là tình huống mà hậu vệ của Hà Nội phải rất cảnh giác. Thành Trung. Văn Công. Văn Công là thủ môn thầm lặng của câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội đã từng có những thủ môn của đội tuyển Việt Nam, những người sao số, tuy nhiên Văn Công là thủ môn có đóng góp thầm lặng nhiều năm qua.
một pha xử lý bị thiếu cảm giác, ném biên cho Hà Nội. Thái Quý, Đinh Tiến Thành, Thái Quý rất mềm mại, Trương Văn Thái Quý, Đinh Tiến Thành. Zepito, Henrique không hiểu nhau. Văn Công sẵn sàng bắt bóng nhưng Thành Trung vẫn xoạc bóng. Thái Quý, Tuấn Hải, đường chuyền của Đức Huy. Đức Huy chuyển ra biên cho Jack Duro. Văn Quyết, Thanh Hóa đang thi đấu kỷ luật, bảo đảm cơ ly đội hình, hạn chế những pha phối hợp của Hà Nội. Henrique, Thành Trung theo sát Henrique. Mùa giải hôm nay Hà Nội tiếp tục đưa lên một số cầu thủ trẻ từ tuyến 2 và cũng đã gọi về một số cầu thủ tài năng bắt đầu phát lộ. Hà Nội vẫn là một trong ba đội bóng của Việt Nam có bề dày lực lượng, và với đội Hà Nội thì những sự ra đi là điều họ đã tính toán trước. Nếu có ra đi thì cũng có phương án có thể thay thế, về mặt lý thuyết là như vậy. Thành Trung là trung vệ đã có nhiều tiến bộ trong năm 2021. Đức Huy, Pinto không kịp. Thành Long, Lê Văn Thắng, Đinh Tiến Thành, Văn Quyết. Văn Quyết đang chơi thoải mái, đúng với vai trò nhạc trưởng quen thuộc của anh. Pha phạm lỗi. Lối của trung vệ Hữu Lâm. Hữu Lâm là trung vệ cao đến 1m85, năm nay 24 tuổi. Phút thứ 28 hiệp 1 của trận đấu và tỷ số vẫn là không đều. Hà Nội nắm thế chủ động, tuy nhiên những pha bóng tấn công chưa đủ sự sắc sảo và đột biến để phá vỡ hàng phòng ngự Thanh Hóa, tạo ra những cơ hội thực sự. Văn Quyết đá phạt, đánh đầu, phanh đầu của Tuấn Hải. Thái Quý, pha cản phá của Hữu Lâm. Theo chúng tôi, Hữu Lâm đã vào trúng bóng.
huấn luyện viên Petrovic đã phản ứng. Vẫn là Văn Quyết đá phạt. Huy! 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 Văn Quyết. Thanh Hóa vẫn đang tạo ra một thế trận phòng ngự an toàn trước sức ép của Hà Nội. Đến lúc này, các ngoại binh của đội chủ nhà chưa để lại nhiều dấu ấn. Pha phát bóng không chính xác của Bửu Ngọc. Bửu Ngọc là thủ môn gốc Đồng Tháp. Bửu Ngọc năm nay đã 31 tuổi. Chiều cao của Bửu Ngọc là 1m90. Một chiều cao rất lý tưởng. Thanh Hóa vẫn đang kết hợp tốt giữa những pha phòng ngự cá nhân và bắt người theo khu vực. Khán đài A của sân đấy lúc này chật kín khán giả. Các cổ động viên thủ đô chờ đợi bàn thắng đầu tiên của Hà Nội ở mùa giải mới. Nguy hiểm. Pha băng xuống của Henrique. Pha cản phá có phần bị động của Bùi Hoàng Việt Anh. Jack Duro. Thành Trung. Pha bóng mạnh mẽ của thủ môn Bửu Ngọc. Thành Trung xử lý an toàn. Hình ảnh lá cờ quen thuộc của cổ động viên câu lạc bộ Hà Nội. Trước đây màu áo của Hà Nội TVT là màu vàng. Sau đó Hà Nội đã đổi màu áo sang thành màu tím. Với Thanh Hóa thì áo vàng luôn là áo màu quen thuộc của đội bóng xứ Thanh. Tình huống xử lý bình tĩnh của Thái Quý. Đinh Tiến Thành. Tiến Thành trước đây từng thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Bửu Ngọc. Trương Văn Thái Quý. Quả phát bóng cho Đông Á Thanh Hóa. Quý ơi, bảo anh em kiên trì thôi, đá phối hợp thôi, kiên trì thôi. Một pha trượt ngã bất ngờ của trung vệ Hữu Lâm. Tay Hữu Lâm đã chạm bóng. Tuy nhiên đó là khi anh đã bị ngã xuống đất. Liên
Lê Phạm Thành Long. Doãn Ngọc Tân. Không chính xác. Thái Quý. Đường truyền của Việt Anh. Tuấn Hải, bóng vẫn trong sân. Quá sâu. Quả tạt đúng vị trí của thủ môn Bửu Ngọc. Tuấn Hải rất cố gắng để cứu đội bóng. Thanh Hóa vẫn đang phòng ngự rất tập trung và hiệu quả. Quý ơi, quý ơi, anh em kiên trì cái đá vỗ mặt nhau mà chơi, điều một lúc đi. Báo luyện của Hà Nội nhắc nhở cầu thủ cứ kiên trì mà đá. Thanh Hóa đeo bám rất rát và cầu thủ Hà Nội cần phải bình tĩnh để triển khai cách chơi nhịp nhàng của mình. Bóng hai, bóng hai, bóng hai. Thái Quý. Rồi, ai chống thì cứ truyền đấy cho người ta. Văn Quyết. Với thế trận mà Hà Nội cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được nhiều sự đột biến thì các cổ động viên đang nhớ đến Quang Hải với những pha xử lý đặc biệt, và Quang Hải có lẽ cũng nóng lòng muốn vào sân. Bất luận thế nào, đi hay ở, thì nếu Quang Hải khỏe mạnh, chắc chắn anh vẫn sẽ phải cống hiến. Lối lên, lối lên, lối lên. Không có lỗi. Trung hơi sâu. Zach Duro đã việt vị. Cánh đá dài ít thôi, đá có ai cứ tiền vệ giao người ta, ta chơi. Zach Duro đã cố gắng phá bẫy việt vị nhưng trở lên xuống dài vẫn căng cơ. Chúng ta đang theo dõi trận đấu trong khổ trận đá bù của Naihop V-League, cuộc đấu sức giữa Hà Nội và Đông An Thanh Hóa. Đây là buổi tường thuật được thực hiện với sự phối hợp của Tổng ty Truyền cáp Việt Nam VTV Cáp và Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình thế mới Nick Media. Trợ lý Hoàng Thanh Tùng cùng với trợ lý người Serbia Spekto đang trao đổi với ông Petrovic. Toàn bộ các trận đấu của Naihop V-League giống như những mùa giải trước đều sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTV Cáp, kèm theo đó là các ứng dụng của Tổng Công ty Truyền cáp Việt Nam. Các tiền vệ của Thanh Hóa đang thi đấu nỗ lực để tạo ra sự che chắn tốt cho hàng phòng ngự. Vòng đấu trước ở sân nhà, Thanh Hóa đã thắng Đà Nẵng với tỷ số 3-0 với các bàn thắng của Trịnh Văn Lợi, Lê Văn Thắng và Paulo Henrique. Lê Văn Thắng ghi bàn ở hai trận liên tiếp. Trận đấu ở sân Lạch Tray Hải Phòng, Văn Thắng là cầu thủ đã mở tỷ số.
Đỗ Hùng Dũng động tác rất gọn. Thanh Hóa vẫn đang chơi rất tập trung. Cú đá từ tuyến 2, bóng đi mạnh nhưng không chính xác. Pha dứt điểm của Văn Vĩ. Văn Vĩ mới được câu lạc bộ Hà Nội gọi trở lại từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bóng hai, đứng lại đang phải lùi. Bóng hai. Trận đấu lại phải tạm dừng. Pha va chạm nguy hiểm. Theo thống kê thì sau 4 vòng đấu của Night World V-League đã có 42 bàn thắng được ghi, bình quân mỗi trận có 2 bàn. Các trọng tài đã rút ra 85 thẻ vàng. Mỗi trận bình quân số thẻ vàng là 4,05. Bên cạnh đó đã có 4 thẻ đỏ được rút ra. Đinh Tiến Thành bị đau. Đinh Tiến Thành từng là trung vệ đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Miura. Đường xuất phát của Hà Nội hôm nay chỉ có 2 ngoại binh. Ngoại binh thứ 3 là Ivancic, cầu thủ người Croatia đá dự bị. Những ngoại binh đá chính của Hà Nội hôm nay đều là các cầu thủ người Serbia. Bác sĩ vẫn đang phải chăm sóc cho Đinh Tiến Thành. Việc chăm sóc tại chỗ là rất cần thiết. Sau khi sự sơ cứu bắt đầu ổn thỏa thì cầu thủ mới lên cáng. Có những trường hợp vội đưa lên cáng sẽ ảnh hưởng đến chấn thương. Trên mảnh là Trọng Hùng, người đã từng là một tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam. Trọng Hùng là thành viên của Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam tại SEA Games 30. Những cầu thủ của Hà Nội không thi đấu ngày hôm nay, những người đang phải dưỡng thương đều có mặt tại sân đấy để chứng kiến đội nhà thi đấu. Làm lại. Không quay mặt lại không sao hả? Văn Vĩ năm nay 24 tuổi. Chiều cao của Văn Vĩ là 1m69. Văn Vĩ là một cầu thủ đa năng, có thể đá cả hậu vệ biên và tiền vệ. Đinh Tiến Thành chắc chắn phải rời sân. Đừng thấp quá, phát chân mình mới lùi. Đứng lại. Đinh Tiến Thành là cầu thủ có thể đá hai vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Văn Vĩ, Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Hải,
Văn Quyết, Thái Quý, thẻ vàng dành cho Văn Quyết. Văn Quyết đã phạm lỗi với trung vệ Hữu Lâm. Văn Quyết là cầu thủ đường đào tạo trẻ ở Viettel. Sau đó nguyên cả lưới cầu thủ của Văn Quyết được chuyển giao cho Hà Nội TVT. Trọng Hùng vào sân thay Đinh Tiến Thành. Henrique đánh đầu. Pinto rất quyết liệt. Pha va chạm giữa Thành Long và Thái Quý. Đỗ Hùng Dũng. Tuấn Hải có thể dứt điểm. Có Việt Vị không? Lưới của Thanh Hóa đã tung lên. Tuy nhiên thêm một lần trợ lý trọng tài đã căng cờ báo Việt Vị. Trợ lý trọng tài Trần Duy Khánh đã căng cờ. Một tình huống rất thuận lợi. Có lẽ nếu Tuấn Hải dứt điểm luôn thì cơ hội sẽ cao hơn. Một tình huống nhạy cảm. Nếu Tuấn Hải tinh một chút và dứt điểm thì cũng là một cơ hội ngon ăn và sẽ không thể có Việt Vị. Hiệp 1 của trận đấu có 3 phút bù giờ. Đúng là Việt Vị rồi. Đức Huy. Sau khi nắm quyền ở đội Hà Nội thay cho huấn luyện viên Park Chung-kun thì ông Chu Dài Hồ dường như vẫn đang có những thử nghiệm để tận dụng tốt nhất những cầu thủ hiện có. Hà Nội lúc thì đá với 3 trung vệ và lúc đá với 2 trung vệ. Hiệp 1 này đội bóng thủ đô thi đấu với sự chiến thuật cơ bản là 4-1-4-1. Đức Huy đá tiền vệ trụ. Thi đấu cao nhất tràng công của Hà Nội là Siladi, cầu thủ người Serbia. Không Việt Vị. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Sút bóng. Không vào. Pha tung người hết cỡ của Bửu Ngọc. Chúng ta vẫn thấy dấu ấn rất rõ của Văn Quyết trong đội hình của Hà Nội. Văn Quyết có thể tạo ra rất nhiều rắc rối cho đối phương. Anh cũng có thể ghi bàn và chuyền những đường bóng quyết định, sắc nét. Văn Quyết. Sút bóng. Cú đá của Jack Duro đã khép lại hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Hà Nội và Đông An Thanh Hóa. Trong hiệp 1, Hà Nội chủ động dâng cao, tấn công nhiều, cũng đã tạo ra những cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn. Ở hiệp 1, Thanh Hóa đã rất nỗ lực, họ giữ sạch lưới và vẫn có những pha lên bóng tạo điểm nhấn, gây nguy hiểm về cầu môn của Văn Công. Chúng ta cùng trở lại với sân vận động Hàng Đẫy thủ đô Hà Nội. Đầu hiệp 2 bên phía Hà Nội đã thay cầu thủ đầu tiên. Quang Hải vào sân thay cho Tuấn Hải.
Hiệp 1 của trận đấu Thanh Hóa cũng đã thay một cầu thủ, Đinh Tiến Thành phải rời sân. Hiệp 2 đã bắt đầu. Ở hiệp 2, Hà Nội bảo vệ cầu môn bên phạm hành nhỏ của bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu bên phía đội khách Thanh Hóa, Tiến Thành bị đau, rời sân nhường chỗ cho Trọng Hùng. Ở hiệp 1, đội Hà Nội cầm bóng và tấn công nhiều. Cuối hiệp 1 cũng đã tạo ra cơ hội, tuy nhiên đã không thể ghi bàn. Trong hiệp 1 của trận đấu Thanh Hóa, thi đấu rất kiên cường, thường xuyên phòng ngự số đông và những pha phản công của Thanh Hóa cũng có đường nét. Văn Quyết và Lê Văn Thắng, đội trưởng hai bên đều là những số 10. Họ đều là những cầu thủ có kỹ năng chơi bóng toàn diện. Người ném biên là Trịnh Văn Lợi, hậu vệ cánh phải của Đông Á Thanh Hóa. Đức Huy đang là tiền vệ trụ trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 của Hà Nội. Thanh Hóa hiệp 1 vẫn thi đấu với sơ đồ 4-4-1-1. Trên hàng công đá cao nhất là Henrique. Thi đấu hậu công là Pinto. Có thể dứt điểm. Chuyển vào. Tung móc. Đó là Siari. Rất nhiều khả năng hiệp 2 Hà Nội sẽ gia tăng áp lực, đặc biệt là khi Quang Hải đã vào sân. Pha xử lý của Quang Hải. Đường chuyền vào của Đỗ Hùng Dũng. Quang Hải. Văn Quyết. Hiệp 1 của trận đấu Lê Văn Thắng thi đấu rất sông sáo trong vai trò tiền vệ cánh phải. Bùi Hoàng Việt Anh. Theo thống kê hiệp 1 của trận đấu, Hà Nội kiểm soát bóng 67%, tức là hơn gấp đôi so với Đông Á Thanh Hóa. Trong hiệp 1, Hà Nội dứt điểm 5 lần, Thanh Hóa dứt điểm 2 lần. Hà Nội có 3 pha dứt điểm trúng đích so với 0 lần của Thanh Hóa, tuy nhiên Hà Nội không thể ghi bàn. Trong hiệp 1 của trận đấu, trọng tài chính Nguyễn Anh Hải rút ra một thẻ vàng duy nhất. Đó là thẻ vàng dành cho Văn Quyết. Thành Trung. Quang Hải. Văn Quyết. Quang Hải. Thanh Hóa vẫn đang chơi với hai trung vệ là Hữu Lâm và cầu thủ người Zimbabwe Victor Kamhuka. Hiệp 2 này, khi Hoàng Hải đã vào sân thì những pha xử lý của anh chắc chắn là sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả và kể cả giới chuyên môn nữa. Thành Trung. Rồi, chơi cho lăn nhiều vào. Biết gì cho lăn nhiều vào là chơi đi. Việt Anh. Jack Duro. Thành Trung. Không sao cả, không sao, làm gì khác.
kiên trì, kiên trì. Bùi Hoàng Việt Anh. Pinto. Trọng Hùng. Chuyền cho Lê Văn Thắng, hơi sâu. Thành Trung. Đỗ Hùng Dũng. Văn Quyết. Lối chơi của Hà Nội đã có những biểu hiện mượt mà và liên lạc hơn. Đức Huy. Jake Duro. Thái Quý. Thái Quý và Văn Vĩ vẫn đang là cặp huấn luyện viên của huấn luyện viên người Hàn Quốc Chu Jae Ho. Bửu Ngọc là thủ môn đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bửu Ngọc đã từng bắt cho Thanh Hóa ở giai đoạn trước khi chưa mang tên Đông Á Thanh Hóa. Quang Hải. Quang Hải là cầu thủ rất thích hợp thi đấu trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 của Hà Nội. Bùi Hoàng Việt Anh. Thái Quý. Jake Duro. Chuyển vọng. Đánh đầu. Vẫn là sức ép liên tục trước cầu môn của Bửu Ngọc. Ban luyện của Hà Nội nhắc nhở cầu thủ quan tâm nhiều hơn đến bóng hai. Bóng bật ra có thể tiếp ứng ngay để dứt điểm. Đường chuyền của Henrique. Rất tiếc. Pha xâm nhập vào trong rất quen thuộc của Lê Văn Thắng. Văn Thắng có thể đá ở tất cả vị trí trên hàng công. Khi đá tấn công biên thì anh thường xuyên xâm nhập vào giữa để tạo ra bất ngờ. Đường chuyền của Văn Quyết. Jake Duro. Hiệp 1 Jake Duro thi đấu mờ nhạt. Jake Duro. Không loại trừ khả năng thời gian tới lối chơi của Hà Nội sẽ có xu hướng thể lực nhiều hơn. Jake Duro. Thái Quý. Thái Quý nguyên là một tiền vệ. Những năm gần đây, Thái Quý thường xuyên được dùng ở vị trí hậu vệ cánh phải. Bửu Ngọc là thủ môn số 1 của UEFA Việt Nam tại SEA Games năm 2001 ở Indonesia. SEA Games ở Việt Nam vào đến vòng bán kết và thua đội chủ nhà. Huấn luyện viên trưởng của đội Việt Nam, của U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 2001 là ông Phan Kogwet, người Đức. Henrique càn lướt mạnh mẽ, rất nguy hiểm. Rất may Thành Trung đã chặn được bóng. Henrique rất lợi hại. Kể cả khi không cắm vào trong, anh có thể di chuyển rộng và quan sát khá tinh tế để chuyền bóng. Văn Quyết. Đỗ Hùng Dũng. Thái Quý. Chuyền vào. Hà Nội đang vận dụng cách chơi quen thuộc, đưa bóng vào nách hàng phòng ngự đối phương.
Chúng ta vừa xem lại pha cắt bóng bình tĩnh của Thành Trung. Bóng đá Việt Nam năm 21 đã bị gián đoạn nhiều hoạt động. Tuy nhiên rất mừng là vẫn có những tuyển thủ tiến bộ nhiều trong năm 21. Thành Trung, Hồ Tấn Tài và Hoàng Đức là những ví dụ điển hình. Đức Huy. Hà Nội vẫn áp đảo về thời gian kiểm soát bóng với 70%. Thành Trung. Trọng tài Mạnh Hải thổi phạt Thành Trung. Ok, anh quyết ở đây là đi vào trong như thế, bon vào trong ấy. Để quyết, ok quyết, quán học chương trình là đang chơi tốt đấy. Quán thường xuyên như thế nhiều vào mới được. Ở đội tuyển hiện nay khi cần Thành Trung có thể đá cả ở giữa cũng như là trung vệ lệch hai bên. Trong sơ đồ 3 trung vệ của ông Bang Sơ. Danh sách tập trung đội tuyển lần này lúc đầu có cả Văn Vĩ của Hà Nội. Tuy nhiên khi mà Văn Vĩ không đủ thể lực thì Thanh Thịnh được gọi lên thay thế. Đức Huy. Thái Quý. Thái Quý là cầu thủ được đào tạo ở lò PVF. Pha xử lý hậu vệ trái Đàm Tiến Dũng. Trận đấu trước Đàm Tiến Dũng là người đã chuyền bóng chính xác để đồng đội mở tỷ số trận đấu. Người đã mở tỷ số sau pha chuyền bóng chính xác của Đàm Tiến Dũng là Trịnh Văn Lợi. Văn Quyết. Thành Trung. Hà Nội đang chơi chủ động nhưng cũng không thể quá mạo hiểm, bởi vì mọi người đều đã nhìn thấy sự lợi hại của Henrique cũng như vị trí hộ công của Thanh Hóa là Pinto. Đức Huy. Kiên trì quá nào, đẩy dân bóng sang người ta. Xem lại. Đấy, bí dập ra cái hải đấy. Đi. Thành Trung. Pha xử lý của Văn Vĩ. Khá nguy hiểm. Vẫn là lối chơi dâng cao gây sức ép của đội chủ nhà Hà Nội. Một pha đột phá táo bạo của Văn Vĩ. Bóng ngay. Rồi, quán đi, lên. Thái Quý. Thái Quý là cầu thủ rất khỏe. Việt vị rồi. Siladi đã việt vị. Thêm một tình huống nhạy cảm, Siladi cố gắng phá bẫy.
Tuy nhiên trợ lý trọng tài vẫn căng cờ báo việt vị. Đó là trợ lý số 2 Trần Mạnh Lân. Chính xác đây là pha phá bẫy thành công của CID. Các trợ lý trọng tài cần phải bắt vị tốt hơn, đúng là như vậy. Silari. Nghe quán đối lên Trung ơi, xong đợt quán đối nhau lên. Đức Huy. Đỗ Hùng Dũng. Văn Quyết. Silari. Dứt điểm. Cú đá không vào cầu môn. Chúng ta xem lại pha phối hợp của Hà Nội. Đường chọc khe để xe đi băng xuống. Dứt điểm là quyết định không tồi. Vấn đề với các cầu thủ châu thi đấu tại Việt Nam là những ngày hè oi ả sắp đến. Cầu thủ châu đá ở Việt Nam sẽ rất khó khăn với cái nắng của xứ nhiệt đới. Henrique, Pito. Quang Hải. Silari rất kỹ thuật. Rất hay. Văn Quyết. Hơi chậm. Pha can thiệp nhanh của cầu thủ Thanh Hóa. Đó chính là lợi thế của các ngoại binh. Khỏe, sức dướn tốt và sải chân lại dài. Chúng ta vừa xem lại pha bóng rất kỹ thuật, chính xác là một pha chơi bóng của Silari. Thành Long. Lỗi của Henrique. Henrique năm nay 29 tuổi. Anh trưởng thành từ câu lạc bộ Atlético Mineiro, đội bóng nổi tiếng của Brazil. Lúc này Bầu Hiển đã có mặt ở khán đài A của sân hàng đấy. Những ngày tới chắc chắn mọi người sẽ nói nhiều đến việc đi ở của Quang Hải. Tuy nhiên dù sao chúng tôi vẫn luôn tin rằng Quang Hải là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp. Chừng nào còn hợp đồng với Hà Nội thì anh vẫn sẽ chơi hết mình. Pito. Việt Anh rất cố gắng che chắn để hạn chế khả năng cán lướt của Pito. Thái Quý. Thành Trung. Quang Hải. Từ khi lên thi đấu ở đội 1 của Hà Nội thì Quang Hải là người luôn tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt. Quang Hải là cầu thủ của những khoảnh khắc kỳ diệu. Trong khi đó ở đội Hà Nội thì người nắm giữ chìa khóa lối chơi dường như vẫn là Văn Quyết. Trung vệ Hữu Lâm vẫn đang chơi rất nỗ lực.
Thành Long. Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Vĩ. Văn Vĩ là cầu thủ trưởng thành cùng với huấn luyện viên Phạm Minh Đức ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và trước đó là Hà Nội B. Thêm một tình huống căng cờ báo Việt Vĩ. Lại là một tình huống mà chúng ta có cảm giác Văn Quyết cố gắng phá bẫy. Tuy nhiên trợ lý trọng tài số 2 Trần Mạnh Lân đã lại quá cẩn thận và căng cờ. Lúc này thì rất nhiều người mong đợi V-League sẽ có va. Những tình huống sẽ được phân xử một cách rõ ràng hơn và bắt nhịp với xu thế quốc tế. Cầu thủ Việt Nam khi thi đấu giải vô địch quốc gia có va cũng sẽ được lợi nhiều, không bị bỡ ngỡ khi đá quốc tế. Không thấp quá, đứng cao lên, bóng hai thôi. Bóng hai thôi, ê. Harry Kane đã có tiếng còi. Lên lên lên. Quán làm đẩy nhau lên, đẩy nhau lên. Harry Kane đã phạm lỗi với Thành Trung. Quang Hải. Hà Nội vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong mùa giải. Quang Hải truyền vào cho Văn Quyết. Pha cản phá của trung vệ Hữu Lâm. Quang Hải. Đức Huy. Trong lối chơi Thanh Hóa lúc này, vai trò của trung vệ người Zimbabwe Kamuka rất quan trọng. Trọng Hùng hết sức nguy hiểm. Thanh Hóa vẫn biết cách tạo ra điểm nhấn trong những pha lên bóng ít ỏi. Đỗ Hùng Dũng. Văn Quyết chuyền vào. Không được. Thanh Hóa vẫn đang phòng ngự rất kiên cường. Đánh đầu. Đã là phút thứ 70 của trận đấu, nhưng Hà Nội vẫn chưa thể làm tung lưới Đông Á Thanh Hóa. Thêm một pha bóng lăn xả của trung vệ người Zimbabwe Victor Kamuka. Cầu thủ số 52 Nguyễn Văn Vĩ rời sân. Cầu thủ số 45 Lê Văn Xuân vào sân. Có lẽ là Bảo Huyền cũng đang sốt ruột khi Hà Nội chưa thể có thắng đầu tiên ở mùa giải này. Rời sân cầu thủ số 22. Đội chủ nhà thay cầu thủ thứ hai Văn Vĩ rời sân. Vào sân là Văn Xuân. Sự thay đổi vị trí phòng ngự bên trái của đội bóng thủ đô. Ivancic đã vào sân thay cho Siladi. Ivancic là cầu thủ người Croatia.
Chúng ta xem lại pha chuyền bóng rất đẹp của Quang Hải cho Văn Quyết. Đây là hai cầu thủ rất hiểu nhau. Quang Hải và Văn Quyết là những người góp công lớn giúp cho Hà Nội từng lọt vào chung kết ở liên khu vực tại Cúp AFC năm 2019. Thành tích nổi bật và xuất sắc của đội bóng thủ đô. Đỗ Hùng Dũng. Đường truyền của Thái Quý. Sau khi Văn Xuân vào sân, có thể Hà Nội sẽ tấn công ở cánh trái nhiều hơn. Những pha dâng cao sẽ rõ ràng hơn. Quang Hải. Thái Quý. Henrique. Sau khi vào sân, cầu thủ Trọng Hùng luôn sẵn sàng cho những pha nước rút. Trọng Hùng vào sân đá tiền vệ trái và Thành Long vào giữa. Ivan Trích. Nguy hiểm. Việt Anh đã không thể có một pha xử lý gọn gàng. Sau đó Việt Anh đã phạm lỗi. Đây là tình huống mà nhiều trọng tài sẽ rút thẻ. Việt Anh phạm lỗi với Lê Văn Thắng. Việt Anh và Thành Trung đều là những trung vệ có sức vóc và không ngại lên tấn công. Thủ môn Bửu Ngọc cũng đang bị đau. Đến lúc này có thể nói hai bên đã chơi nỗ lực, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với cả hai đội. Những vòng đầu tiên của V-League mùa giải này chưa được hấp dẫn như chúng ta chờ đợi, tuy nhiên cũng phải rất thông cảm khi mà giải đấu diễn ra trong giai đoạn dịch bùng phát. Có những đội bóng đủ người, tuy nhiên sự tập luyện và lắp ráp không được đến nơi đến chốn, ảnh hưởng đến phong độ cũng như là những pha phối hợp. Ngay cả với những người bình thường thì nếu như chúng ta trở thành F0 và khỏi được thì nhiều khi cũng ảnh hưởng từ những vận động bình thường, chứ chưa nói đến hoạt động mạnh, đối kháng như bóng đá. Ở câu lạc bộ Hà Nội hiện nay, trong ekip huấn luyện cũ chỉ còn lại một người, đó là Tiến Dũng, nguyên là một hậu vệ của đội Đường sắt Việt Nam trước đây. Sau đó Tiến Dũng chơi cho ACB và Hòa Phát. Henrique rời sân. Vào sân là Lê Xuân Hùng. Henrique đã thi đấu rất nỗ lực ngày hôm nay. Xuân Hùng, cầu thủ mới vào sân, năm nay 21 tuổi. Pinto. Rất thiếu chính xác. Như chúng ta vẫn nói vui, đó là cú đá rất méo của Jay Paulo Pinto, cầu thủ từng thi đấu cho Quảng Nam. Pinto trước đây từng thi đấu tại Bồ Đào Nha cho Lê Suet, đội bóng mà Lê Công Vinh được khoác áo.
Đức Huy, Thái Quý. Rất quyết tâm, đó là Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng gặp phải chấn thương rất nặng nhưng đã trở lại, và khi trở lại phong độ của anh lập tức tốt ngay. Đó là điều rất đáng mừng. Lê Phạm Thành Long hôm nay cũng chơi đầy nỗ lực. Thành Lương đang khởi động bên ngoài sân. Đến lúc này Thành Lương vẫn giữ kỷ lục 4 lần giành bóng vào Việt Nam. Phạm Thành Lương năm nay đã 34 tuổi. Từ lúc vào sân, Yusip Ivancic chưa để lại được nhiều dấu ấn. Ivancic đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Sheriff Tiraspol của Moldova. Đội bóng mùa giải năm nay thi đấu tại vòng bảng UEFA Champions League và đã tạo nên những bất ngờ. Đức Huy. Pha va chạm giữa Jack Duro và Đàm Tiến Dũng. Đứng cho bóng là Đàm Tiến Dũng. Trọng Hùng. Vẫn là Trọng Hùng. Trở lại sau chấn thương, Trọng Hùng chưa chứng tỏ được phong độ tốt nhất của mình. Hà Nội thay hai cầu thủ, Thành Lương và Hai Long vào sân. Đức Huy rời sân. Hai Long thay Đức Huy trong vai trò tiền vệ trung tâm. Thành Lương thay Jack Duro đá tiền vệ công. Có thể mùa giải nay Hai Long sẽ là sự bổ sung quan trọng với câu lạc bộ Hà Nội. Hai Long trưởng thành từ Thang Quảng Ninh, thay vị trí của Hải Huy lúc Hải Huy chấn thương và đã vụt sáng rất nhanh. Bùi Hoàng Việt Anh, Thái Quý. Đàm Tiến Dũng. Thành Trung. Lê Văn Xuân. Thái Quý. Thành Trung. Không thể kết nối với nhau. Pinto. Quang Hải. Thành Lương. Trận đấu ngày hôm nay, Đoàn Văn Hậu cũng có mặt trên khán đài và đang ngồi vị trí gần với gia đình của Quang Hải. Thành Trung. Lê Văn Xuân. Thành Lương. Quang Hải.
Thành Trung. Phút thứ 81 của trận đấu. Với Thanh Hóa đương nhiên ngày hôm nay nếu hòa được là kết quả quá tốt. Thành Lương. Quang Hải chuyền vào. Phạt góc cho câu lạc bộ Hà Nội. Không cho đội chủ nhà. Lưới của Đông Á Thanh Hóa đã rung lên. Bàn thắng đến rất bất ngờ. Tình huống lập công của Quang Hải. Quang Hải vào xe người và đã tỏa sáng. Bầu Hiền rất vui sau bàn thắng vừa rồi. Pha ghi bàn đầu tiên trong mùa giải của câu lạc bộ Hà Nội. Những nỗ lực ép sân của đội chủ nhà đã được đền đáp. Mãi rồi hàng phòng ngự của Thanh Hóa cũng phải giãn ra. Và bàn thắng đã đến. Văn Quyết là cầu thủ đá phạt góc. Quang Hải đá nối rất nhanh từ góc hẹp. Quang Hải là cầu thủ có những khoảnh khắc đặc biệt, có thể ghi bàn ở những tình huống không tưởng. Rất hay, rất đẳng cấp. Một tình huống mà chắc chắn Văn Quyết và Quang Hải đã tập với nhau kỹ. Rất ít cầu thủ, kể cả quốc tế, có thể đá được những quả bóng hay như vậy. Rất khó và đi đúng với ý tưởng của mình. Pinto. Quang Hải. Đường chuyền của Hai Long. Thành Trung. Thành Lương. Quang Hải. Thế bế tắc đã được khai thông. Và thêm những cơ hội cho Hà Nội. Văn Quyết không vào, đường chuyền hơi sâu. Ivancic đã chờ sẵn ở bên trong. Rất tiếc là Văn Quyết lại chuyền hơi sâu và anh cũng đã nghiêm khắc với chính mình sao đường chuyền không được như ý. Ivancic là cầu thủ có đẳng cấp, vấn đề là anh hòa nhập ra sao mà thôi. Và như chúng tôi đã phân tích thì những ngày hè oi ả là điều mà cầu thủ châu Âu khá là sợ khi đến Việt Nam. Bây giờ có lẽ Thanh Hóa sẽ phải chơi chủ động hơn. Nếu tiếp tục đá thấp thì không chỉ khiến cho Thanh Hóa không thể ghi bàn mà còn giúp cho Hà Nội có khoảng trống và khi đã thoải mái rồi có thể ghi thêm bàn thắng. Người đá phạt vẫn là Đàm Tiến Dũng. Pha xử lý chính xác của Văn Công. Chúng ta xem một lần nữa một tác phẩm nghệ thuật của Quang Hải. Quẹt chân đá rất thấp, cảm giác bóng tuyệt vời. Đây thực sự là pha ghi bàn của một cầu thủ xuất chúng. Rất khó. Quý ơi,
Bảo Quý lên giúp tôi bây giờ. Quý lên giúp tôi. Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành đang trao đổi với Bầu Hiền. Quang Hải đã vào sân và mang lại sự khác biệt. Xuân đây, cố gắng, mà anh em cố gắng lên tập trung vào. Theo chúng tôi thì nếu Quang Hải đã quyết định tìm bến đỗ mới, có lẽ anh không nên tiếp tục thi đấu tại V-League. Cố gắng cháu, chung đi. Nếu mà nói về đồ hoành tráng và thành tích thật là tốt thì những năm vừa qua ở Việt Nam không đội bóng nào có thể bằng được đội Hà Nội. Quang Hải hoặc là gắn bó tiếp với Hà Nội hoặc là ra nước ngoài. Đây là khu vực dành cho gia đình của Quang Hải. Đỗ Hùng Dũng. Văn Quyết. Văn Quyết. Thành Lương. Quang Hải. Thái Quý bị đau. Và va chạm rất nguy hiểm. Một trận đấu mà tất cả cầu thủ hai bên đều nỗ lực. Có lẽ Thái Quý không thể đá tiếp. Long ơi, Long Hải ơi. Quốc Phương sẽ vào sân. Quốc Phương vào sân thay cho Trọng Hùng. Đây là thời điểm mà cầu thủ biên xứ Thanh chờ đợi những cú đá trên giá hiểm hóc của Quốc Phương. Quốc Phương cũng mặc áo số 19 như Quang Hải, xuất hiện trước Quang Hải và cũng là một siêu chân trái. Quốc Phương năm nay đã 31 tuổi. Lê Quốc Phương nổi lên từ cách đây khoảng 10 năm khi anh còn là cầu thủ trẻ của Thanh Hóa. Thường xuyên được sử dụng ở hiệp 2. Hiệp 2 khi vào sân anh thường xuyên hoạt động rất mạnh. Một pha lên tấn công của trung vệ người Zimbabwe, Kamuka. Kamuka rất nỗ lực ở trận đấu ngày hôm nay. So với mùa trước thì V-League mùa giải này thay thế khá nhiều ngoại binh. Chưa biết rồi sẽ thế nào nhưng cảm giác đầu tiên đó là một sự thú vị. Thay vì việc các đội dùng đi dùng lại của nhau kiểu như là cũ người mới ta những mùa giải trước. Pha xử lý của Trịnh Văn Lợi. Phút thứ 90 của trận đấu, Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình. Khá nguy hiểm. Những pha treo bóng của Đàm Tiến Dũng có cảm giác rất tốt. Hà Nội phản công. Văn Quyết. Hiệp 2 có đến 5 phút bù giờ. Thành Lương. Văn Quyết. Văn Quyết.
Quang Hải. Không được. Bóng được chuyền cho Văn Quyết. Hải Long. Những phút bù giờ là thời điểm để Thanh Hóa nỗ lực có bàn thắng ngày hôm nay. Đã có va chạm giữa Bửu Ngọc và Ivan Trích. Trọng tài Mạnh Hải rút thẻ vàng cảnh cáo Ivan Trích. Bửu Ngọc cũng phải nhận thẻ vàng. Người đàn anh của Bửu Ngọc ở Đồng Tháp trước đây là Bùi Tấn Trường, là thủ môn bắn chính của U23 Việt Nam tại SEA Games 2009. SEA Games tiếp theo cũng là một thủ môn gốc Đồng Tháp, đó là Bửu Ngọc. Tấn Trường bắt dự bị ở trận đấu ngày hôm nay sau khi đã khỏi Covid. Lê Phạm Thành Long. Hải Long. Trận đấu ngày hôm nay, Vũ Minh Tuấn, cầu thủ gốc Quảng Ninh từng thi đấu cho Thanh Hóa, có mặt trên ghế dự bị của câu lạc bộ Hà Nội. Lê Văn Xuân. Ivan Trích. Thành Lương. Văn Quyết. Lại là Văn Quyết. Thành Lương. Lê Văn Xuân. Văn Xuân và Hải Long sẽ là những cầu thủ quan trọng trong những chiến dịch sắp tới của U23 Việt Nam. Thành Lương. Ivan Trích. Không chính xác. Ngoài đội bóng của Moldova, Sheriff Tiraspol, Ivan Trích còn đã từng thi đấu cho đội bóng nổi tiếng của Israel là Hapoel Haifa. Tiền đạo người Croatia Ivan Trích năm nay 30 tuổi. Ivan Trích cao đến 1m92. Những giây cuối cùng. Kê chung đi. Kê đây. Quân bỏ vào lâu. Có lẽ là trọng tài chuẩn bị nổi tiếng gọi mãn cuộc. Thanh Hóa rất khẩn trương. Quả phạt cho Hà Nội. Cổ động viên Thanh Hóa ngày hôm nay phủ vàng một góc khán đài của xe hàng đẫy. Thanh Hóa kể cả là sân khách vẫn luôn có đông cổ động viên. Và đó là một nét có thể nói là đặc biệt của V-League đến từ cổ động viên Thanh Hóa và cổ động viên Sông Lam Nghệ An.
những người có mặt ở khắp các nơi trên cả nước. Và như vậy là trọng tài Mạnh Hải đã nổi tiếng còi mãn cuộc. Hà Nội đã chiến thắng 1-0, có bàn thắng đầu tiên và chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Người ghi bàn duy nhất chính là Quang Hải. Quang Hải vào sân và đã tỏa sáng. Anh đã thể hiện những phẩm chất của một cầu thủ chuyên nghiệp. Bất luận thế nào thì khi vào sân vẫn chơi hết mình theo cách của mình. Và anh đã để lại dấu ấn với một pha ghi bàn rất đẳng cấp. Cú đá của một cầu thủ xuất chúng